Cô chào các bạn, chúng ta bắt đầu tiết học kỹ thuật nhé. Ở tiết kỹ thuật hôm nay, chúng ta sẽ học về lắp xe ben. Mục tiêu cần đạt của bài học ngày hôm nay đó chính là các bạn biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben. Các em lắp được xe ben đúng kỹ thuật, đúng quy trình. Các em được rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe ben. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học nha. Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phận? Hãy kể tên các bộ phận đó. Các em quan sát kỹ chưa nè? Vậy để lắp được xe ben, em cần phải lắp 5 bộ phận. Các bộ phận đó là khung sàn xe và các giá đỡ, sàn cabin và các thanh đỡ, hệ thống giá đỡ, trục bánh xe trước, trục bánh xe sau và cabin. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị dụng cụ. Dụng cụ gồm có tấm lớn 1, tấm nhỏ 1, 3 tấm để lắp chữ U 1, tấm mặt cabin 1, tấm chữ L 1, thanh thẳng 11 lỗ 2, thanh thẳng 7 lỗ 2, thanh thẳng 6 lỗ 2, thanh thẳng 3 lỗ 2, thanh chữ U dài 3, thanh chữ L dài 2, trục dài 3, trục ngắn 1, bánh xe 6, vòng hãm 16, ốc và vít 21 bộ, cờ lê 1, tua vít 1. Chúng ta bắt đầu quy trình thực hiện. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp từng bộ phận. Để lắp từng bộ phận thì bộ phận đầu tiên chúng ta lắp đó là lắp khung sàn xe và các giá đỡ. Vậy để lắp khung sàn xe, em cần phải chọn các chi tiết nào và thực hiện ra sao? À, chúng ta lắp hai thanh thẳng 6 lỗ vào thanh thẳng vào hai thanh thẳng 11 lỗ. Đây. Đây các bạn sang quan sát ha. Vậy để lắp giá đỡ, em cần phải chọn các chi tiết nào và thực hiện thế nào đây? Lắp hai thanh chữ L dài vào thanh thẳng 3 lỗ. Sau đó lắp tiếp vào hai lỗ cuối của hai thanh thẳng 11 lỗ và thanh chữ U dài. Đây tại vị trí này đây. Các bạn quan sát ha. Phần thứ hai chúng ta sẽ lắp sàn cabin và các thanh đỡ. Các em sẽ lắp tấm chữ L vào đầu của hai thanh thẳng 11 lỗ cùng với thanh chữ U dài, đây tại vị trí này đây. Phần thứ ba là lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau. Để lắp được giá đỡ trục bánh xe sau, các em phải chọn các chi tiết nào? Thanh 7 lỗ, bánh xe, vòng hãm, trục dài, trục ngắn 1. Bây giờ các bạn chú ý quan sát xem hướng dẫn lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau nha.
Bây giờ chúng ta tiếp tục lắp trục bánh xe trước và cabin. Khi lắp cabin, cần lắp hai tấm bên của chữ U vào hai bên tấm nhỏ. Sau đó lắp mặt cabin vào hai tấm bên của chữ U. Tiếp tục lắp tấm của chữ U, lắp tấm sau của chữ U vào phía sau. Các bạn quan sát kỹ nha. Phần cuối cùng là chúng ta sẽ lắp ráp xe ben. Sau khi các bạn lắp các chi tiết xong rồi, chúng ta sẽ lắp ráp xe ben. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp thùng xe vào giá đỡ xe ben, lắp cabin vào sàn cabin, lắp hệ thống trục bánh xe sau và trục bánh xe trước vào các giá đỡ. Sau đó lắp tiếp các vòng hãm và các bánh xe còn lại. Sau khi chúng ta thực hiện xong thì là sản phẩm, đây là sản phẩm của chúng ta, đó là một chiếc xe ben hoàn chỉnh. Nhưng các bạn cần chú ý xem là mối ghép giữa thùng xe và giá đỡ xe ben có nên lắp chặt không? Vì sao? À, mối ghép giữa thùng xe và giá đỡ không nên lắp chặt vì thùng xe cần được nâng lên, hạ xuống. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện lắp xe ben nhé. Sau khi các bạn lắp xong xe ben, thì chúng ta sẽ có một sản phẩm hoàn chỉnh. Và bạn hãy tự đánh giá xem là xe của mình có đầy đủ các yêu cầu sau hay không. Thứ nhất là xe lắp có chắc chắn không? Có bị sọc sệt không? Xe có chuyển động được không? Thùng xe nâng lên, hạ xuống có nhẹ nhàng không? À, bạn có thể tự đánh giá sản phẩm của mình. Rồi sau đó bạn sẽ nhờ người thân của bạn đánh giá xem là sản phẩm của bạn sau khi lắp đó như thế nào, có đạt được các yêu cầu kỹ thuật hay không. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ làm theo hướng dẫn và tạo được cho mình một cái chiếc xe ben hoàn chỉnh, chuyển động tốt. Tiết học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Chào các bạn và hẹn gặp lại.